giảm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt, chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn đôi tay. Vươn tay lên hít sâu vào. Thở sầm. Hít sâu kết hợp hơi thở vào. Thở sầm. Lần nữa hít sâu vươn tay lên giữa. 5, 4, 3, 2, 1, thở sầm. 5, 4, 3, 2, 1, xoay tròn cổ. Thở lỏng ra. Hít thở đều. Xoay đến đâu đảo mắt, chớp mắt nhìn theo đến đó. Kết hợp tập luôn cho mắt. Thay đổi chiều. Mời tập tay. Hai lưng bàn tay hướng vào nhau, tay phải đưa qua, đan chặt, kéo vào, đẩy ra, trả về, kéo vào, đẩy lên, trả về, kéo vào, đẩy thẳng tay lên, hạ xuống, trả về, đổi tay. Kéo vào, đẩy sang, trả về, kéo vào, đẩy lên, trả về, kéo vào, đẩy thẳng tay lên, hạ xuống, trả về, thả lỏng tay. Đặt hai viên gạch hai bên đầu gối. Xích cơ bụng nâng mông lên, hạ xuống, hai lên xuống, ba lên xuống, bốn lên xuống, năm lên, năm bốn ba hai một, hạ xuống, tháo chân ra, giữ hai chân thả lỏng, lấy vòng nam mình tập vòng. Ngồi xếp đổi chân. Đặt vòng ở phía trước. Vươn hai tay lên hít sâu vào. Xoay phải thở sang lăn vòng tới. Mở tay phải ra sau. Trở về hít sâu vào. Xoay trái thở sang mở tay mở vai. Trở về hít sâu vào. Xoay phải thở sầm. Hít sâu. Thở sầm. Hít sâu.
Thở ra vặn người xoay ra sau giữ 5 4 3 2 1 hít sâu và thở ra mở tay vai ra sau 5 4 3 2 1 hít sâu và hạ tay xuống thở ra đặt vòng qua bên phải. Lật ngửa tay phải lên duỗi ra vươn tay trái lên hít sâu nghiêng thở sâm nâng lên hít sâu nghiêng phải thở sâm hít sâu nghiêng thở sâm hít sâu nghiêng thở sâm lần nữa lên hít sâu nghiêng thở sâm giữ lại 5 4 3 2 1 nâng lên hít sâu hạ tay xuống thở sâm đổi bên lật ngửa tay trái lên duỗi thẳng ra vươn tay phải lên hít sâu nghiêng trái thở sâm hít sâu nghiêng thở sâm hít sâu thở sâm hít sâu thở sâm lần nữa hít sâu thở sâm giữ lại 5 4 3 2 1 lần hít sâu hạ tay xuống thở sâm đặt lòng ở phía trước đầu gối phải hai tay đặt lên hít sâu trương tới kéo căng thở sâm hít sâu thở sâm hít sâu thở sâm hơi sâu thở sâm giữ lại 5 4 3 2 1 lên hít sâu thở ra đổi bên hít sâu lăn vòng tới kéo căng 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 ép mông ép chân lại thở sâm hít sâu thở sâm hơi sâu thở sâm hơi sâu thở sâm kéo căng giữ lại 5 4 3 2 1 hít sâu thả lỏng thở sâm tháo chân ra duỗi hai chân chống người lên cong lưng lên rút rốn lên xếp cái bụng lại thở ra hít sâu vào chung lưng xuống rướn cổ lên thở ra cong lưng lên rút rốn xếp cái bụng thở ra hít sâu vào thở ra hít sâu thở ra lần nữa hít sâu chung lưng xuống rướn cổ lên giữ lại 5 4
3, 2, 1. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xích cơ bụng lại, thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, mình lăn vòng ra và đặt tay gác sâu lên, gác cái cẳng tay lên. Hít sâu vào, ép xuống, thở ra. Ép ngực, ép vai xuống đi nào, thở lên, hít sâu, thở ra, xiết cơ bụng lại, ép xuống, thả lỏng khớp vai ra. Hít sâu, thở ra, ép xuống, ép thả lỏng mềm thân trên, ép xuống. Hít sâu, thở ra. Đấy, sau thở ra, ép xuống, thở ra, giữ 5, 4, 3, 2, 1, lên. Rồi, hai tay chống giữ vòng, hít sâu vào, trương người lên, đặt bụng trên lên vòng, ưỡn ngực, uốn cong lưng. Thả lỏng ra, thả lỏng ra. Lui về, thở ra, lấy sau vào, giữ chắc vòng, trương tới, siết mông đùi bụng, bảo vệ thắt lưng, ưỡn ngực tới, mở vai, thở ra, rút rốn, siết bụng lại, thở ra, lấy sau vào, trường lên. Thở ra. Lấy sau vào, trường người lên. Siết mông đùi bụng giữ lại nào. Hai tay đưa ra sau, bám vô đùi. Lăn tay, kéo căng hai cánh tay luôn. Cái căng hai cánh tay ra sau, ưỡn ngực tới, vươn cầm lên, giữ hít thở đều. Trở về, hít vào, chịu đầu gối xuống, thấp bụng thở ra, lui mông về, xiết bụng thở ra. Cuộn người lên, ngồi xuống, gác hai chân lên trên vòng. Thẳng gối đứng hai bàn chân và sửa cho xương ngồi chạm sàn, vươn dài cột sống lên, thẳng lưng lên. Vươn hai tay lên, hít sâu vào. Trương tới gập xuống, thở ra. Trường dài lưng duỗi cổ, xích cơ bụng lại, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào. Trường tới gập xuống, thở ra. Trường tới xích bụng ép thở. Nâng lên, hít sâu vào. Trường tới xích bụng thở ra. Trường dài tới ép sâu. Nâng lên, hít sâu vào. Trương tới thớp bụng thở ra. Lần nữa lên, hít sâu vào. Trương tới thở ra, xích cơ bụng lại, thở ra. Trương dài lưng thẳng gối, ép căng, thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Lên, hít sâu vào, chống hai tay ra sau, các ngón tay hướng vào người, nâng lên, xiết mông đùi bụng, thở ra, hạ xuống, hít sâu vào, lên, thở ra, chắc lại, hít sâu vào, lên, thở ra, hít sâu vào,
Thở xa lên, xích cầu bồng giữa, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống. Thả lỏng tay chân ra, hít thở sâu. Rồi lấy hai viên gạch đặt hai bên vòng. Đứng lên, đặt ở giữa chung, đặt giữa thảm. Bước chân phải lên, rồi bước chân trái lên, hơi sâu vào, đứng lên, áp lòng bàn chân phải lên đùi trái, đạp vào, mở đầu gối ra, tay chấp trước ngực, thở chậm chậm. Mắt tập trung nhìn một điểm, hít thở đều. Vươn tay lên, hít sâu vào. Đặt tay phải lên ngón, nghiêng người qua bên phải, thở sang. Nghiêng ông siết bụng, thở ra, tập trung nhìn vào một điểm, thả lỏng gương mặt ra, tươi cười lên. Nâng lên, hít sâu vào, hạ tay chân, thở sang, thả lỏng, hít thở sâu. Đổi chân, bước chân trái lên rồi bước chân phải lên. Hãy sâu vào, xích cơ bụng lại, nâng lên, áp lòng bàn chân. Trái lên rồi phải, mở đầu gối ra, giữ hông, giữ vai lại. Tay chấp trước ngực, thở chậm chậm. Tập trung mắt nhìn vào một điểm, hít thở đều. Vươn tay lên, hít sâu vào, đặt tay trái lên gối, nghiêng người qua, thở sang, tập trung nghiêng hông, siết bụng, thở sang, mắt nhìn vào một điểm, hít thở đều. Nâng lên, hít sâu vào, hạ tay chân xuống, thở ra, thả lỏng, hít thở sâu. Lấy gạch ra. Đặt vòng qua phía bên trái. Mình đứng ở phía trước vòng. Đứng ở phía trước. Rồi, gác cái chân trái lên trên vòng. Gác chân lên. Duỗi mũi chân ra, gác cái lưng bàn chân lên. Vươn tay lên, hít sâu vào. Từ từ mình tấm gối phải và lăn vòng nè. Lăn vòng ra phía sau, xích cơ bụng lại, thở ra, lăn ra sau, sao cho đầu gối phải góc vuông, đầu gối phải góc vuông, lên hít sâu vào, lăn ra sau, xiết mông đùi bụng, thở ra, đầu gối phải góc vuông, cảm nhận, lên hít sâu vào, xiết bụng, thở ra, lăn ra sau, chắp người lại, chắp người, hít sâu, trương người tới thân song song với sàn, xiết cơ bụng lại, thở ra, duỗi căng, 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào.
Hạ tay chân xuống thở, sa thả lỏng, hít thở xong. Rồi. Đứng ở phía trước và gác chân lên. Vươn hai tay lên, hít sâu vào, tấn gối lăn vòng ra, xiết mông đùi bụng, thở sâm, từ từ cho đầu gối trái góc vuông lên, hít sâu vào, thở ra, xiết cơ bụng lại, đẩy ra sau, lên, hít sâu vào, thở ra, xiết bụng, thở ra, rồi hít sâu trương tới duỗi căng người ra, căng rút rốn, xiết bụng chắc người, thân song song với sàn, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, lên, xiết mông đùi bụng đi lên, hít sâu, hạ tay chân xuống, thở ra, thả lỏng, hít thở sâu. Đặt vòng ở phía trên. Bước chân phải lên vòng. Giữ vai và hông ngang nhau. Vươn hai tay lên, hít sâu vào. Tấn gối xuống, tấn gối ép hông xuống. Rồi ưỡn ngực ngã ra sau, thở sâm. Ưỡn ngực ngã ra sau, ưỡn ngực vương cầm ngã thở. Lên, hít sâu. Thẳng gối trương tới, xích cơ bụng, thở sâm. Trương dài lưng tới, thẳng gối, ép căng, thở sâm. Lên, hít sâu vào. Tấm gối xuống và ưỡn ngực lên, vương cầm lên. Kéo căng tay vai ra sau, thở sâm, ngã ra sau, hướng lên, hít sâu vào, trương tới, xiết mông đùi bụng lại nào, thở sâm, trương dài người tới, thả lỏng thân, lần nữa lên, hít sâu vào, tấm gối xuống, ưỡn ngực lên, vươn cầm ngã ra sau, thở sâm. Lên, hít sâu vào, trương lưng tới, thở sâm, trương dài, xiết mông đùi bụng, thở sâm. Hít thở sâu vào. Nâng lên, hít sâu vào, từ từ xoay người qua trái, xoay người qua, xoay mũi bàn chân trái qua 90 độ. Hít sâu vào, tấn gối tay dang ngang, xiết cơ bụng, thở sâm, nhìn theo tay phải. Lên, hít sâu vào, tấn gối xuống, xiết cơ bụng, thở sâm. Chiến binh hai á. Lên, hít sâu vào, tấn gối xuống, thở sâm, nhìn theo tay phải. Hít sâu, vươn tay lên, ngã ra sau, thở sâm, ngã căng căng căng, thở sâm. Lên, hít sâu vào, luồn tay phải vào trong chân, xoay tay trái ra sau, nắm tay phải, lật vai sóng người lên, thở sâm. Lên, hít sâu vào, hạ tay xuống, thở ra, thu chân về, thả lỏng. Đổi chân, bước chân trái lên, vươn hai tay lên, hít sâu, tấn gối xuống,
tấn gói xiết mông rồi bụng rồi ưỡn ngực vương cầm ngã ra sau thở sam tấn gói xuống lên hít sâu thẳng gói trường lưng tới thở sam trường dài tới xiết cơ bụng lại ép xong. Lên hít sâu vào tấn gói xuống kéo căng tay vai ưỡn ngực vương cầm ngã ra sau thở sâm. Lên hít sâu vào trường lưng tới thở sâm trường dài tới xiết cơ bụng ép thở sâm. Lên hít sâu vào tấn gói xuống ưỡn ngực vương cầm ngã ra sau thở sâm ưỡn ngực vương cầm ngã thở. Lên hít sâu vào trường lưng tới gập lên thở sâm dùng ý và cảm nhận sau thả lỏng thân kết hợp hơi thở. Nâng lên hít sâu vào từ từ xoay người qua bên phải mở mũi chân phải 90 độ hít sâu tấn gối trái xuống tay dang ngang xiết cơ bụng thở sâm tấn gối xuống xiết sâu thở lên hít sâu vào tấn gối xuống thở ra kiểm soát vòng lại. Lên hít sâu vào tấn gối xuống thở sâm nhìn theo tay trái hít sâu ngã ra sau thở sâm lướt tay phải theo chân vuông tay trái theo đầu xiết cơ bụng thở sâm. Lên hít sâu luồn tay trái vào trong chân xoay tay phải ra sau nắm tay lật vai phải sống người lên xiết cơ bụng thở sâm. Nâng lên hít sâu vào hạ tay thu chân về thở sâm thở lỏng hít thở sâu vào. Hít thở sâu điều hòa hơi thở. Ngồi xuống ngồi lui về. Cúi thảm. Kéo vòng vào ngồi. Ngồi xuống và đặt hai chân qua hết bên trái đặt vòng vào cái hông bên phải. Rồi đặt hông lên thở hết hơi sâm hít sâu vào lưng tới xiết cơ bụng lại thở sâm cho cái vòng nằm ngay cái eo nhất của mình cái eo này nằm lên vòng là eo kia hướng lên trần nhà trở về hít sâu vào lên thở sâm xiết bụng lại hít sâu vào thở sâm hít sâu vào thở ra xiết bụng lại giữ nào giữ bám chặt chân phải xuống hít vào co cẳng tay phải xuống chống xuống nâng chân trái lên tay trái nắm chân kéo căng lên xiết cơ bụng thở ra xiết sâu thở ra 5 4 3 2 1 hít sâu vào hạ tay chân xuống thở ra và lăn người ngồi lên.
ngồi lên, thả lỏng, hít sâu, mình nghiêng người qua, trở người đi, thở sâm, lên hít sâu vào, hạ tay xuống, thở sâm, ngồi xoay người lại, đổi bên, cho hai chân qua, đặt hông vào, thở hít hơi sâm, hít sâu vào, lăn tới nào, lăn tới vươn căng tay qua đầu, thở sâm, hít sâu bụng thở, trở về hít sâu vào, lăn tới thở sâm, hít sâu vào, thở sâm. Hít sâu vào, thở sâm, xích bụng lại, thở ra, bám chặt chân, rồi hạ cẳng tay, chống cẳng tay. Hít sâu, nâng chân phải lên, tay nắm chân duỗi lên, thở sâm, xích bụng lại, thở ra, tập trung giữ thăng bằng. Xích sâu, thở ra, 5, 4, 3, 2, một, hít sâu vào, hạ tay chân xuống, đón người lên, thở sâm, nâng lên, hít sâu, nghiêng qua, thở sâm, giữ lại, hít thở đều, nâng lên, hít sâu, hạ tay xuống, thở sâm, ngồi xoay người lại. Mở hai gói ra, hít sâu vào, xích cơ bụng lại, trường tới, đặt bụng lên, đặt bụng lên vòng, chống tay, lăn lên, thẳng người ra, siết chặt cơ bụng lại, hít thở đều ở đây, lăn tới lăn lui ở đây, massage nội tạng, chắc cơ bụng lại nào, lăn tới lăn lui. Hô về, thở sâm. Cho nên ai đang ăn no là phục cơm mới ăn no xong mà tập á là trời đó. Lên nào, hít sâu vào, xích cơ bụng lại, trương tới, chống tay, nâng chân lên, thẳng người ra, duỗi căng, thở, hít thở ở đây, lăn tới lăn lui ở đây. Trở về, hít thở đều, rồi lần này mình lên, mình sẽ nắm cái đầu thảm lại và đặt ngực cầm xuống nha, nhịp để mở vai mở lưng, thở hết hơi ra, hít sâu vào, xích cái bụng lại, đặt bụng lên, rồi trương tới, tay nắm thảm đi nào, nắm chắc đầu thảm, rồi ép xuống, nâng chân lên, thở ra, hít sâu ở đây luôn, ở đây luôn, lại ép xuống, thở ra, hít sâu, lại ép xuống, thở ra, cho cái vòng lên bụng trên á, hít sâu, ép xuống, thở ra, lên.
Hít sâu vào, lui về, thở ra, thả lỏng, hít thở sâu. Lần nữa nào, lần này ép xuống tối đa nhớ cái vòng. Khi lăn xuống là nó nằm ở ngay bụng trên. Ép để mới ép vào lưng giữa lưng trên được, thứ vai được. Thở hết hơi ra. Hít sâu vào, siết cái bụng lại, đặt lên bụng trên. Rồi, lăn tới là tay nắm. Ép xuống, buông chân lên, thở đứng lại thành. Ép xuống buông chân lên, đúng rồi nhì. Ép xuống nhưng mà tay phải duỗi thẳng về trước nhì ơi. Duỗi thẳng về trước, cái phần chân phần lưng em được rồi, nhưng tay vai em chưa ép được. Đúng rồi, chừng hướng lên, đúng rồi. Rồi nhịp 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 ở đó, rồi gấp chân về đầu. Nhịp nhịp ở đó, lưng trên, khớp vai. Rồi gấp chân về đầu đi nào. Thở, nhớ thở ra gấp lên, thở ra gấp lên. Duỗi ra, hít sâu vào, lui về, thở ra, thả lỏng đi, hít thở sâu. Rồi ngồi dây lưng lại để mình trả. Mình trả lưng. Ngồi lui về cuối thảm. Thở hít hơi rằm. Hít sâu vào, lăn lưng tới, thở rằm. Từ từ tay đỡ đầu lên, đặt đầu cổ vai xuống vào cái cầu. Vào cái cầu đi nào. Vai gáy chạm sàn. Vai gáy chạm sàn. Đưa tay xuống nắm vòng. Đưa hai tay xuống nắm vòng đi nào. Siết mông đùi bụng lại, thở ra. Hai tay nắm vòng. Trả cổ lại hồi nãy tư thế con cào cào. Mình đã ép vào vai, vào cổ. Giờ mình trả lưng lại nào. Hít thở. Hít sâu vào, nâng gối lên, co gối chạm mũi, xích cái bụng, thở ra, hai tay ôm vòng nha, hai tay xa xuôi xuống ôm vòng. Hít sâu vào, trả gối về lên, xích cái bụng lại, thở ra, tập trung vào cảm nhận từng đốt sống. Hít sâu vào, thở ra, xích bụng lại, thở ra, cuộn từng đốt sống. Hít sâu vào, thở ra, gối chạm mũi, xích bụng lại, thở ra, giữ lại. Hít sâu, duỗi chân qua đầu cái cày, thở ra, tay ôm vòng, kéo sát vòng về lưng. Lần mũi chân hướng xuống sàn, đi về phía đầu. Lần mũi chân xuống, đi về phía đầu. Đẩy gót xa ra, xích bụng, thở ra. Tay ôm vòng, kéo vòng sát vào lưng. Hít sâu vào, nâng chân lên chân đèn. Thở ra, duỗi lên, duỗi lên thêm, thả lỏng vai gáy ra nào, có chừng bị gồng vai, thả lỏng ra đi, thả lỏng ra, thả lỏng vai gáy ra, hít thở sâu. Hãy
Cái sầu vào chân qua đầu trở về cái cày thở sam. Cái sầu vào lăn vòng ra cuộn từng đốt sóng hạ người xuống thở sam. Đặt chân lên trên vòng nằm thư giãn thả lỏng, mình xoay mặt qua phải qua trái thư giãn cổ đi nào, hít thở sâu. Nằm thư giãn tư thế xác chết, thả lỏng từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Phải điều khiển được tâm trí mình đến đó để bắt cơ thể mình phải thả lỏng ra, phải thả lỏng ra, phải kiểm soát cơ thể bằng tâm trí, không được suy nghĩ ở đâu. Cuối bài phải thư giãn thật sâu thì cơ thể mình mới khỏe được, mới nạp đầy đủ năng lượng, cân bằng huyết áp, điều hòa nhịp tim, cơ xương khớp của mình. Nãy giờ kéo căng ra, bây giờ là giúp cho nó sắp xếp trở lại. Bài thư giãn rất quan trọng. Bỏ bài thư giãn là cả buổi tập của mình không đạt hiệu quả mà nó còn phản tác dụng nữa. Cho nên lưu ý điều này. Hai chân mở rộng bằng vai, ngã hai bàn chân ra hai bên, hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay nữa, các ngón tay thả lỏng to tự nhiên, cảm nhận được sâu vào hai bàn chân của tôi đang được thư giãn thả lỏng, hơi ấm đang lan tỏa lên hai chân. Sự thư giãn và hơi ấm đang lan tỏa lên cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng. Hai chân của tôi đang được thư giãn và ấm dần, đang ấm dần. Tập trung vào đi nào, cảm nhận sâu hơn nữa đi nào. Thả lỏng cơ mông, thả lỏng cơ lưng, hơi ấm đang lan tỏa vô từng đốt sóng cơ, thư giãn và ấm áp đang lan tỏa dọc theo cột sống lưng, lan tỏa vào bên trong nội tạng, từng cơ quan nội tạng cũng đang được ấm dần, lên ấm dần, bụng ngực cũng đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn, mười đầu ngón tay đang ấm dần lên và thư giãn tràn, hơi ấm là sự thư giãn đang lan tỏa lên bàn tay, khuỷu tay, khớp vai, hai cánh tay đang được thư giãn và ấm dần. Tập trung vào cảm nhận sâu hơn nữa đi nào. Cảm nhận sâu và hơi ấm đang lan tỏa lên vai, lên cổ, cơ vai, cơ cổ đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn, đốt sống cổ đang tập dần lên, cảm nhận sâu vào đi nào. Một cảm giác cực dễ chịu, vùng vai, gáy, cổ, hơi ấm và sự thư giãn lan tỏa lên cằm, lên môi, lên mũi, lên mắt, lên chân mày, lên trán và lên da đầu, toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn thả lỏng. Sự thư giãn đang lan tỏa vào trong não, bộ não đang được thư
sâu vào cơ thể và thần kinh đang được thư giãn thả lỏng từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay đầu chân. Cơ thể đang cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể. Cơ thể đang tràn đầy nguồn sinh lực. Cơ thể đang thực sự khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, không bệnh tật nào xâm nhập được. Tự nói với chính mình như nào, tự nhủ với chính mình, cơ thể của tôi thật sự khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể đang thư giãn và tràn đầy nguồn sức lực. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, chìm sâu vào giấc ngủ. Từ từ nhúc nhích các ngón tay, ngón chân đánh thức cơ thể. Nhúc nhích bàn tay, bàn chân và nghiêng đầu qua bên phải và qua bên trái. Thư giãn thả lỏng cổ đi nào. Hai chân kéo sát, hai tay đan, lộn ngược bàn tay kéo căng qua cổ trần. Duỗi căng từ ngón chân cho đến ngón tay. Co chân trái đạp bàn chân xuống, nằm nghiêng người qua phải, co tay phải chống đỡ đầu, tay trái chống trước ngực, co gối vai, hai tay đỡ người, từ từ ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, mắt khép lại cảm nhận sau. Vừa xoa bóp massage cảm giác thật là dễ chịu xuống vai, xoa bóp ở đâu tâm trí tập trung vào cảm nhận sâu ở đó, xuống tay dần xuống hai tay. Hai chân thả lỏng toàn bộ khuôn mặt ra, vỗ nhẹ bàn tay hơi cong lại, hơi cong lại, úp lại, vỗ vỗ. Nắm tay lại, đưa ra sau, nhích sang hai ngõ thận, hai ngõ thận ở hai bên đây. Nắm tay lại, chà mát xa vào. Những lúc mình nghe ê ẩm lưng đau lưng, nắm nắm tay lại mát xa chứ không được vỗ vô, không được vỗ, không được đấm vô lưng nha, tổn thương hai quả thận, tổn thương cuộc sống. Mời cả lớp nghỉ, chúc cả lớp luôn luôn khỏe, vui khỏe, trẻ, sống tích cực ha.